Xin mời thí sinh kế tiếp Phạm Ngân Thảo. Dạ, em chào anh Giang, em chào anh Thành, em chào anh Quy. Bữa nay trang điểm lên sáng à. Ủa sao cái đôi dép có con thằng làng cắm ngược kì vậy? Hả? Bà đi đâu mà thằng làng bám dò bà vậy? Đại nãy đạp nó cái không có chỗ để. Bữa nay người yêu có đi không? Dạ có. Bữa về có thương nhau được hơn miếng nào không? Dạ có. Đó về người ta nói gì với em? Dạ thi gala nhờ phụ diễn cái anh ấy diễn mà đậu chia ảnh 75 triệu. Sao vậy? Cái con không chịu. Vậy sao được? Khôn vậy? Mà tại sao mà đưa ra 75 triệu? Tính sao ra 75? Một nửa đó. Dạ 150 đó. Còn mà tại sao người ta đề nghị vậy? Tại người ta nói tại con nhờ người ta diễn chung. À đúng rồi. Rồi cuối cùng? Dạ cũng đâu cho diễn đâu. Cắt luôn hả? Dạ. Bởi cái gì? Đòi hỏi chi cất luôn. Rồi bữa nay người ấy có đi không? Dạ có. Đâu? Dạ đó. Bảy mươi lăm triệu là không có cưới chị đâu đúng không? Dẹp vô liền. Rồi lát nữa ai diễn phụ? Dạ Bình ơn con à. Mình ơn luôn hả? Dạ. Mình ơn nữa hả? Dạ. Ráng nha. Dạ. Lấy 150 triệu là kỷ lục luôn đó. Dạ. Cho con tiết mục đầu tiên cho con mời anh Quy xuống diễn chung với con. Em ơi, bên kia lấy 75, anh nên đâm đợt giảm giá mạnh 60. Dạ không, anh có một cái đầu à. 55. Dạ thì 40. Mà chưa có biết đậu không nữa. 20. Mà không. Miễn phí. Dạ được. Rồi. À anh muốn nhờ em... người ta bấm giùm anh. Hả, bạn nam hả? Ờ à, phong thủy rồi. Nói gì chứ, cái gì phải có giá đó em à. Em lấy 100 triệu rồi. Em mời diễn viên, à không, em mời đền xuống thì nó cũng phải có giá, cũng phải cúng cái gì đó. Dạ. Anh lấy khuyến mại cho em, nhân dịp là vừa trước em được 100 triệu. Thôi thì anh lấy 95. Nếu thắng trong này anh lấy 70. Mà anh tài trợ em làm răng được, không lẽ anh tính với em mấy này? Bà muốn làm gì cũng được hết. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của anh là gì? Dạ anh đứng thôi, anh đừng nói gì hết đó. Trời. Khoan. Có bạn trai ngồi dưới nha. Dạ. Làm gì làm. Em đặng trước. Rồi. Vòng 1, 60 giây, bắt đầu. Anh Quy, em thương anh lắm anh Quy. Nhưng mà anh ngu quá à. Anh có biết á, công ty Điền Quân mời anh làm MC chương trình Thách Thức Danh Hài 4 mùa là vì lý do gì không? Bộ anh tưởng anh hay ho lắm hả? Người ta mời anh là để làm miếng hài cho thí sinh. Rồi á, làm trò tiêu khiển cho hai ông này nè. Hả? Rồi làm trò cười cho mọi người, cho khán giả nữa. Trời ơi, em nói anh mà anh đâu có nghe em đâu. Anh nhận đồng tiền đó anh không thấy nhục nhã hả anh Quy? Anh Thành, sao người ta mạt sát người em của anh mà anh cười kìa? Nó nói đúng mà. Cái gì? Ông bạn nhỏ này nó có một cái giọng nói mà nghe thấm lắm, y như là vợ em nhà vậy Quy. Y như là em cưới con vợ là ăn vợ nói em y vậy đó. Rầy quá. Thật, thiệt là thật. Mà đọc cái gì vậy? Rớt nước mắt. Dạ con, tại em mới học thuộc bài hồi hôm qua giờ.
Sợ quên. Dễ thương. Được. Duyệt. Rồi, vòng 1 đã qua. Vòng 1. Dạ, vòng 2 anh đứng đây luôn. Nước xanh dương giùm anh. Nước xanh dương. Rồi tiếp. Tập 2. Để anh kêu cho em cứ tập trung diễn đi Quy. Dạ, ok, em diễn cảm xúc nước mắt rớt. Rồi, rồi vòng 2. 60 giây. Bắt đầu. Anh nghĩ á, người ta bỏ tiền ra mấy chục triệu để người ta kêu anh vô nói lảm nhảm mấy câu. Ơ, vòng 1 2 triệu, vòng 2 10 triệu, vòng 3 20 triệu. 60 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Anh tưởng dễ ăn vậy hả? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Ừ, đúng rồi. Anh nhìn đi. Đó, cái ông đó cũng làm được đó. Ba chữ có lý quá, cãi ba kiểu gì bây giờ trời. Không cãi được. Không cãi được. Ai biểu mày nhờ. Tức quá. Anh Cương vừa đúng không? Dạ đúng rồi. À. Nhỏ này dễ thương, công nhận. Em á, cái giọng em y như một vợ ở nhà vậy. Ủa? Ở nhà vậy hả? Không biết là mình nó vợ cơ bản của bất cứ gia đình nào á. Mỗi lần mà nhằn chồng là nhằn y vậy đó. Trời ơi. Bốn chạy giấy đôi lần. Vậy là em còn bị chửi nhiều lắm. Đúng. Còn không? Vòng ba còn bắp không? Dòng... Dạ còn. Dạ còn. Dạ không, anh lên trảnh được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Lên trảnh được rồi. Cảm ơn bạn. Trời ơi. Rồi. Dạ, chưa. Khoan, em nói đi. Chuyện nào mà em chơ tay anh bóng nha. Ok. Vòng 3, thời gian 60 giây. Chưa, bắt chưa đầu. Mà anh. Em dặn rồi mà sao quên được. Đó, cho nên em giơ tay. Dạ. Bắt đầu, đắt đầu rồi hiểu được. Dạ, dạ, thôi. Dạ. Anh làm em hết hồn mà. Bắt đầu. Hello mấy chị. Bữa nay em sẽ live stream. Nhưng mà em không có live stream bán quần áo nha. Bữa nay em sẽ live stream chia sẻ kinh nghiệm giành giải 100 triệu thách thức danh hài về cho mấy chị. Trời ơi, 8.000 người coi. Cái này bán quần áo thứ gì chịu cho nổi. Mà thôi đi, để em chia sẻ kinh nghiệm tí. Mấy chị đi thi á, thật ra nó dễ ẹt à. Có gì khó chứ á. Mấy chị vô phải tự tin. Nhất phải tự tin, không có được gung nhau. Cái thứ hai là phải chân thật, đừng diễn lố. Tại vì ông nội Trấn Thành với ông nội Trường Giang diễn dữ lắm rồi, đừng diễn nữa. Nhưng mà về phần kịch bản, cứ đi tâm lý cho em. Cứ vô tâm lý là knock out lấy 100 triệu về liền. Mấy chị để ý, mấy chị để ý cho em ha. Ba ông cứu nội nó ghét nhau dữ lắm. Mấy chị chữ một trong ba ông, hai ông còn lại cần chết lắm. Đó. Cái nguồn căng của ba anh em mình chứ đâu mà ra. Ở đâu ra cái thông tin mà ba anh em tôi ghét nhau dữ lắm. Ai đưa thông tin này? Trên nào? Mà thấy ghét cái giọng. Cứ đi tâm lý cho em. Ôi Duyên. Ai chỉ là hả ba ông này. Chỉ cần một chửi một trong ba đứa là hai ông kia còn lại cười là ai chỉ? Tại con, cái đó ý của con. Tại con thấy mỗi lần chọc ngô chú Nguyễn Quy là chú Trấn Thành Trường Giang cười à. Duyên. Dạ nếu mà con có làm gì cho mấy chú buồn thì đừng buồn con. Tại buồn nó làm gì được con đâu. Tại vì dù cái gì cũng tại vì thi thôi à. Thấy không? Dạ. Vì đồng tiền chứ phải vì thi. Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì thi đậu mới có tiền. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là vòng mấy? Dạ, vòng 4 à. Chà, là chuẩn bị lụm gạo đó hả? Lụm à. Ghê ha. Bước thuận gì vậy? Khấn đi, khấn ra hết. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi.
Theo nhịp tốt chứ bộ ha. Nhịp tốt dễ sợ. Thời gian 60 giây vòng 4 bắt đầu. Anh Quy, từ cái bữa mà thi tới bây giờ được 100 triệu á, em cũng chằn chọc suy nghĩ lắm. Người yêu em cũng theo hỏi em hoài à. Em với anh á, có liên quan gì đâu. Gặp nhau mới có 30 giây mà cũng không thân thích gì nữa. Tự nhiên tài trợ cho em làm răng cả 100 triệu. Chỉ có hai đường thôi. Một á, là anh lợi dụng em. Còn hai á, là anh yêu em rồi phải không? Nếu mà anh lợi dụng em á, em có thể xí xó em bỏ qua cho anh. Em nghĩ anh trẻ người non dạ, tham danh hám lợi, ăn chưa no lo chưa tới. Còn nếu mà anh yêu em thì anh từ bỏ đi. Tại vì em đã hứa trước toàn thể khán giả em không có bỏ người yêu em rồi. Anh đừng tơ tưởng với em nữa. Cho dù á, anh có chiếm được cái hàm răng của em, anh có chiếm được cái hàm răng của em, hàm răng của em. Trời ơi, anh có chiếm được hàm răng của em. Vì sao Trường Giang anh cười là vì sao? Trong đầu mình nghĩ là cho dù anh có lấy được cái thân xác này hay là anh có chiếm được cái trinh tiết hay gì của em thì em cũng không bao giờ mà yêu anh. Nhưng mà bà nói là chiếm hàm răng. Mà nghe răng ra coi đó. Ai không ai rảnh chiếm hàm răng của bà. Có đâu mà chiếm. Chiếm về để tao đánh răng hả? Trời ơi. Trời, bà nghĩ sao vậy? Ồ, có 30 giây gặp nhau mà tại sao lại bà tài trợ hàm răng cả 100 triệu? Một là định lợi dụng em. Lợi dụng em, ham danh hám lợi. Hai là anh yêu em. Anh bỏ cái tư tưởng đó đi. Em đã hứa cho hàng ngàn khán giả rồi. Trời ơi. Phải chi này em bỏ chứ yêu em mà lấy chữ chiếm đoạt em á là cười nhiều hơn rồi đó. Yêu nó nhẹ, không dùng cái từ đó nó nhẹ. Một là anh lợi dụng em, hai là muốn chiếm đoạt, đúng không? Mà sau đây mới giải thích là lợi dụng là làm sao, còn chiếm đoạt thì xin lỗi anh đi, tôi nói thiệt anh chỉ chiếm đoạt được hàm răng tôi là hết thôi, chứ còn thể xác tôi anh đừng đụng vô, em hiểu không? Dạ. Đó là ngon luôn. Em dùng cái từ chiếm đoạt á nó sẽ không, nó mạnh hơn. Nhưng mà cái cách em làm quá đã. Xin lỗi anh đi. Nó vuốt nhẹ một cái là nó mới đẩy cái hàm răng vô. Nhưng mà ghê quá, tôi tưởng tượng cảnh mà chiếm đoạt. Trời ơi. Ba ơi. Em thấy em bị không dám ăn bắp luôn á. Em bị biến thái á, em nhìn hình tượng kìa. Ý răng. Rồi. Trời. Em là hiện tượng. Trời cho em một cái giọng nói quá có duyên. Và quan trọng, trời cho em một sự chân thành đến tuyệt đối. Thật sự, chân thật. Chân thật mới thắng. Diễn xạo không thắng được. Diễn phải thiệt. Thiệt thì tính ra bây giờ phải tìm tới cái nhà ông bác sĩ ngày xưa làm răng. Cảm ơn ông Tiến. Cảm ơn ông Tiến nha. Dạ. Nói là cảm ơn chú, xưa chú làm răng ẩu, giờ con giàu. Wow, đây là vòng 5, 150 triệu đồng. Dạ, con cảm ơn mọi người. Cột mốc lịch sử. Dạ, vòng 5 mà con mời anh Quy xuống diễn với. Trời ơi, trời ơi. Ủa, Phan Thí, tại sao con cứ mời nhà tài trợ con suốt hoài vậy? Không có mời. Dạ, có bước cùng hưởng, có quả cùng chia. Bắp ơi, cái gì người ta đã bắt đầu với em thì người ta phải kết thúc với em thôi. Em là cái cớ, em hiểu chưa? Dạ. Để bắt đầu một mối tình, bước trong xuống mối tình thì bạn ấy đã có rồi người yêu. Ủa, tôi nói vậy em cãi hoài. Em bước xuống đi, em đừng phụ lòng người ta. Em chắc là mời nhà tài trợ em xuống chứ? Dạ chắc. Giận mạng của cái răng. Kêu người ta lên bấm đi kìa. Đây mời bé em bấm vậy em là hên. Năm sau chắc chắn là cái ông đó làm MC đó. Tự nhiên giờ con diện để kiếm cơm bị mém xuống mời xuống diễn.
Không phải, tại nó vạch mặt em. Dạ, anh đứng vào đây đi anh. Kiếm tiền dễ quá, bấm chuông không mà quá trời. Tập trước chửi em 60 giây. Bây giờ quá, chửi nữa. Rồi có đám cưới không? Rồi có đám cưới không? Có nhắm đám, có để anh tiền đám cưới không? Dạ, tại một năm nữa mới đám cưới, mặn tới đó chắc đủ rồi. Được. Rồi. Sau cái đợt này bán điên luôn á. Dạ. 150 triệu, gắn lên. Cả trường quay đều chờ đợi em. Dạ. Rồi, trước khi em thi thì có cần lời động viên từ một nửa kia của em hay không? Dạ không. Sao vậy? Anh gì à? Sao vậy? Tại anh đợi lâu quá, anh gì à? Cãi lộn à? Dạ không có. Tại anh ngày mai anh còn đi làm nữa. Ok. Tình yêu nó như vậy thôi em ạ. Rồi, bây giờ cần Huy diễn là theo bạn là Huy đứng im hay là Huy làm gì? Dạ anh cứ anh tương tác với em đi. Em em kêu sao anh làm tức vậy? Tức là khi em chửi anh được quyền phản kháng đúng không? Hỗ trợ người ta đi. Dạ thì hỗ trợ, em chỉ nói sớm vậy thôi chứ. Rồi, chừng nào mà sẵn sàng thì nói, Huy sẽ nhờ Anh Bảy anh nhấn chuông. Em hồi hộp quá à. Làm nè. Rồi. 60 giây thời gian bắt đầu. Quy, anh muốn chiếm đoạt em phải không? Bây giờ em bỏ người yêu em để em theo anh rồi nè. Bây giờ em bước vô showbiz rồi, em phải quen một cái người mà đẳng cấp, tài giỏi như anh. Trời ơi trời. Anh nhìn mặt anh giống anh thèm khát em dữ vậy. Nhưng mà mặt mấy cho anh biết, em quen ảnh một năm rồi, em chưa cho anh hôn. Bây giờ á, em sẽ dâng hiến cái nụ hôn đầu đời của em cho anh. Bây giờ á, anh hôn em đi, để mà anh cảm nhận cái được cái nụ hôn cái lúc mà chưa có răng á, lạ lắm. Ghê quá à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh phải lên anh đứng ngay đây nè. Ơi, em là nguồn cơn của mọi cảm xúc. Mà có vụ anh phải cảm nhận cái nụ hôn lúc không có răng cậu ơi. Chưa, còn không hôn nữa. Tiếp thử coi, nếu xảy ra nữa vòng sao? Vòng sáu thử coi, âm nhạc. Anh phải cảm nhận cái nụ hôn mà lúc chưa làm răng á, nó lạ lắm. Bây giờ á, anh hôn em đi. Sao anh im gu hả? Em nói nãy giờ anh không chịu hôn em. Em bỏ người yêu em theo anh rồi. Anh không hôn em á là cái răng anh như răng em luôn á. Thôi giờ anh hôn em đi. Không. Hí đó anh bắt được em. Bà nghe hàm răng mà bảo nói câu đớ xác được em. Chưa vẫn còn lên. Hết chưa? Chưa. Ông này chạy ra là ông nói gì nè. Này. Dạ không, là em nói là đớ bắt được em, anh Quy mới vừa thêm. Anh này mới ảnh mới chạy ra, anh nói là tao bắt hết. Tao hết rồi. Cái mic không có nghe. Nghe không? Nghe tại vỗ tay lớn quá. À, nếu anh Ranh nói sao, nếu anh Ranh nói sao? Tao chạy ra coi nói coi. Tao bắt hết. Anh hỏi vậy. Hợp lý. Không hợp lý luôn, ông này nói rõ to được. Nãy nói ra là dính luôn đó. Tại này cái mic nói không nghe đúng không? Dạ. Tôi sẽ báo cho em biết một hung tin là em mới nhận thêm 150 triệu.
mỗi người một khả năng và mỗi người một cái năng lượng riêng. Em có đúng cái năng lượng ở đúng cái nơi nào đó, nó phát huy được cái năng lượng đó thì em sẽ nhận lấy cái kết quả tốt đẹp. Thì vô tình cái năng lượng của em nếu như để ở một cái nơi nào đó, trong một cái buổi họp, người ta sẽ có thể nói là nhỏ này nhà quê nè, nhỏ này cũng biết gì hết trơn nè, nhỏ này quê trớt nè. Nhưng cái điều đó là để trong cái chương trình này, người ta nói nhỏ này chân thật nè, nhỏ này dễ thương, đúng không? Như vậy rõ ràng số phận nó đưa mình đến với nhau. Cái gì cũng vậy, ông trời quyết định hết, đúng không nè? Không lấy của ai cái gì, lấy của em hàm răng thì trả cho em 250 triệu, đúng chưa? Dạ. Hợp lý nha, tất cả đều là định mệnh. Bây giờ ê, dạ, vậy là phải chia cho ông này hả? Dạ không. Ê, nói gì nói, lúc đầu em không nhận người ta là tại em chảnh, em sợ chia người ta 75, là tại vì em không cần sự giúp đỡ của người ta. Nhưng dòng chót người ta tràn lên. Ê, đúng chưa? Không, không, không phải. Cười trước khi ông này lên. Dạ đúng rồi, chia. Đúng vậy, nếu mà có chia thì phải chia cho em. Không ha, không, không ha. Dạ với lại hôm qua tập là ông này cũng vô diễn, anh thưa anh ơi, thôi đi đưa lên nó phá kịch bản em đó. Mai giờ lo người ta lên thiệt, đúng có trăng quên đèn, lấy 250 nói chuyện thái độ khác liền hả chứ. Chết rồi, những ngày sắp tới sống như thế nào hả Siki? Dạ đó giờ sống cô không được. Đó giờ tôi cũng không được mà dáng bờn. Nói nghe nè, nói thiệt, cái này nói thiệt nha, anh thành tâm sự thiệt nha. Dạ. Tôi ráng thương ông tí nha. Dạ. Tại vì anh nghĩ là cái người đàn ông mà người ta không bỏ rơi em ở những lúc mà em tận cùng nhất thì người đó là người tốt. Bây giờ vậy nè, anh Quy đã tài trợ một bộ răng rồi. Dạ. Là phải cảm ơn Quy về điều đó. Dạ. Bây giờ mình có tiền rồi, dắt ông chồng qua bên anh Quy làm hàm răng. Cà răng, anh chồng cô không tới nổi. Không, không được đó, ok lắm. Dạ thôi, ông nghe này, làm mình... ông đẹp lên rồi mất công lắm. Công gì? Bà này, mỗi người, ta nói rồi, mỗi người có một số phận. Bạn trai em mà nó có cái nết lăng nhăng là em không cần làm gì nó cũng lăng nhăng. Mà nó không có cái nết đó sống đàng hoàng với em thì nó đẹp cỡ minh tinh màng bạc nó cũng sẽ như vậy. Hiểu chưa? Dạ là dẫn anh qua làm cho chỗ anh Quy là tốn tiền không anh? Phải hỏi nhà tài trợ. Ủa, người ta tài trợ một lần thôi chứ. À là không có tài trợ cho ảnh. Cô gái trẻ. Dạ. Cái gì cũng vậy không? Em không hỏi cho rõ. Không, không rõ gì. Phải gài. Nói đi. Nói giảm giá. Em phải nói vậy nè, mình phải đưa ra lý do thuyết phục, hiểu không? Em đã khác xưa rồi. Anh có muốn suy nghĩ lại không? Hai tụi em làm đại diện cho công ty anh, nói liền. Lấy cặp ra. Thì kêu em thấy mình giống như cháu chở à. Cháu chở gì? Đây là mình nhân cơ hội thôi, nói liền, thuyết phục liền, nhanh, thuyết phục. Bây giờ em khác xưa rồi. Trời. Bây giờ anh có muốn là em làm đại diện cái PR cho anh không? Được, khác xưa, hợp lý. Nó nói không cãi được nha. Không cãi được, chửi em đâu cãi được. Từ thế nó khác à. Quán quân mùa 6. Đó thì sao cãi được, em muốn gì em muốn lấy luôn tiệm anh được chứ. Lấy luôn tiệm anh được à? Thôi nói chứ để coi coi làm sao ha. Dạ. Bữa đó đi làm răng cứ dắt ổng theo. Em chịu làm không? Gì? Chịu làm không? Trời lấy. Ôi ơi, thiệt là... Rồi bây giờ là coi như là thỏa thuận ban đầu là xong. Còn cái việc mà em với lại Ngô Kiến Huy thỏa thuận khúc sau thì có ra công việc rồi, mình không có xen vào làm gì. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ là được là chỉ có hai vợ chồng em được thôi, chứ anh Huy cũng chẳng được gì. Dạ đúng rồi. Nha. Dạ. Em với anh với chồng là được rất là nhiều. Dạ không có chồng. Chồng tương lai được dạ, chưa? Dạ nói vậy do tội nghiệp em. Đúng rồi. Chưa cưới mà sao là chồng được? Đúng rồi. Người ấy, nói chung là em và người ấy. Nhưng mà nói nè, một lời này cuối này tôi cũng muốn nói nữa. Tại vì hai người này ở nhau được khó lắm. Tới ngày hôm nay là khó lắm, phải giữ gìn, hiểu không? Dạ. Nóng giận cũng phải bớt lời. Và quan trọng sống với nhau là phải mang cái hạnh phúc, cái niềm vui với cái sự thoải mái cho nhau.
không có được làm phiền nhau. Dạ. Em ở mà em kiếm chuyện tao quá thời gian tao đi. Dạ. Hiểu không? Cả hai luôn nha. Ráng giữ gìn. Ở đây mà nếu vào hôn nhân là chỉ có anh Vinh Thành chia sẻ được thôi. Dạ. Đừng có chọn ai đúng ai sai, chọn hạnh phúc. Ai đúng cũng được, anh đúng cũng được, em đúng cũng được, anh sai cũng được, em sai cũng được. Bỏ qua hết. Bỏ qua hết. Miễn thấy còn xứng đáng thôi, nhịn ở lại. Dạ. Tại vì nếu em thắng trong một cuộc cãi lộn, em sẽ mất một cuộc tình. Bà nói với em là em có nói chia tay á, là em nói chơi á. Đúng không? Như là bà đòi, bà mỗi lần mà bà đòi chia tay em á, là bà nói là em nói vậy á, chứ em không phải em chia tay. Cho nên là em không có sợ. Cái nết vậy thôi đúng không? Dạ. Trời ơi, mê người ta gần vậy. Nói cho em năn nỉ. Ôi. Giờ em cũng năn nỉ à. Không, nói thiệt, mình mà thắng được một cuộc cãi lộn mà mình thua một cuộc tình nó cũng vậy, đúng không? Suy nghĩ cái nào đáng, nhớ nha. Suy nghĩ cái nào đáng, giữ cái đó. Cái rồi. Bạn. Cái bạn đáng nhất hiện tại. Cái bạn đáng nhất hiện nay. Nó nằm bên kia đúng không? Dạ. Thôi, tiền bạc nhiều quá, cho làm gì? Thi cho vui mà. Đang đứng đi hoài luôn á. Đang đứng đi hoài. Dạ anh cho em mời gia đình em lên được không anh? Được. Được, được ạ. Nhỏ VI gia đình tốt. Gia đình có ai? Dạ cái này không có thân thuộc gì hết á. Không có thân thuộc gì hết á. Tại vì bà này là hồi đó em làm mướn cho bà á. Còn này chồng bà, này con bà. Ủa? À má nuôi. Má nuôi. Dạ. Mà bà mới 40 tuổi à. 39 rồi. À. Bà cũng trả treo nữa. Nhỏ vậy thì giới thiệu hay à. Dạ cho em mời gia đình em lên. Không tên thuộc. Là không có dòng họ anh. Ý là em là vậy á. Không có máu mủ gì hết á. Anh nói. Em nói rồi. Không cãi được. Nói em đúng hết trơn á. Anh nhìn. Anh lại nhìn kỹ không? Giữ sai. Giữ sai. Thưa quý vị, 150 triệu đồng. Thêm một thông tin, mọi người yên lặng. Tôi mới biết thêm một thông tin mật từ những người mà cô ấy gọi không phải là gia đình. À, không phải là máu mủ, nhưng mà là, nhưng mà là gia đình. Ừ. Đó là nó hát hay lắm. Ồ. Càng bạn chơi coi. Dạ, là tại vì em thi đậu á, là cũng nhờ anh Quy nhiều lắm. Bây giờ em sẽ hát cái bài hit của anh Quy, là bài Giả Vờ Yêu. Bây giờ mình xuống dưới mình ngồi mình nghe đi. Đứng đây. Đúng rồi. Gia đình mình xuống dưới ngồi mình nghe luôn. Nhưng mà chuyên là chuyên nhạc trẻ hay là bolero? Dạ cái nào em cũng hát được chân á. Quất cái trẻ rồi lát chơi cái bolero luôn. Đêm chia ly, mưa buồn rơi heo hắt. Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Bao yêu thương nơi này ta đã có. Chính nơi đây chúng ta xa rời nhau. Khi yêu nhau, bây giờ em mới biết trái tim anh không còn như lúc trước. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước, đường đi mới sẽ vắng bóng anh bên nơi em. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh. Những năm tháng yêu nhau giả vờ, mình đã cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Nói đến nơi nào cho chúng ta, đành thế thôi cứ chia tay. Dù biết sẽ tốt cho nhau,
bước cứ bước anh về với người, lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu anh, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Wow, hay đó. Hay quá. Ủa, bị cái là do cái răng nó không có nên cái hơi nó ra, nó không bị tròn, không tròn chữ thôi. Quan trọng là cái nhịp rất tốt. Đúng rồi. Hát không nhạc mà nhịp cực tốt luôn. Bây giờ hát Bolero nha. Bolero, tại con tới từ miền Tây rồi con hát bài Duyên dáng gái miền Tây nha. Rồi. Con gái miền Tây tóc hay buông dài, bên cánh đồng sâu sớm hôm chăm lo cày cây. Cô nào cô nấy xinh, quá là xinh, khiến bao trai làng luôn ngẩn ngơ nhìn. Con gái miền Tây nết na nhu mì, chăm sóc vườn rau luống khoai dưa leo bầu bi. Môi cười như ý đây gái miền Tây, dáng mai theo thùa yêu ruộng đất cây. Miền Tây ơi quê mình đây rồi, thương đất thương người thương những dòng sông trôi, thương giọt mồ hôi em đổ trên đồng, thương lắm con đò qua bến đục dòng trống. Con gái miền Tây vẫn hay chăm làm, duyên dáng hiền ngoan dối gian dung tôm đồng ca, thiệt thà chất phác đây gái miền Tây nghe, trước anh qua đò thăm lại nơi này. Sao giảm lợi nữa. Đó, quay về đè ta ra hung sao, sao ta dám lận. Dạ, con cũng không dám hung đâu. Thật ra là chỉ mà chỉ em rước cái này về, chỉ vô đây. Đó, nãy giờ chịu giùm thôi. Chúc mừng con.